Ở những video trước thì Bảo Yến đã test cái bụng cây, đến video này thì Bảo Yến sẽ test trực tiếp hạt ngô. Các bạn hãy cùng theo dõi với Bảo Yến nhé. Và đây là thành phẩm khi chúng ta nghiền từ hạt bắp ra. Rất là đều, mịn đúng không ạ? Các bạn sẽ sử dụng phù hợp cho gà con cũng được. Nếu các bạn muốn sở hữu một dòng máy Takeo TK10 này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại ở bên dưới màn hình hoặc truy cập website để được hỗ trợ và tư vấn cụ thể. Còn bây giờ, Bảo Yến xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.